Đồ Cô Đức Hiền xin kính chào quý vị. Lúc này đang là lúc gần trưa ngày 22 tháng 10 năm 2021 và chúng tôi đang bê bức tranh Vinh Quy Bái Tổ bằng gỗ gụ chiều từ trái sang phải để chuẩn bị chuyển về thành phố Thanh Hóa cho bác khách hàng. Anh em bê đi. Và sau khi bức này đi rồi thì ở xưởng vẫn còn một tấm nữa tương tự. Đấy. Tấm nữa tương tự nó ở đằng sau đấy ạ. Nó vẫn như thế thôi. Hàng là đẹp long lanh luôn. Và hàng này đã khô kiệt rồi. Cái tấm này là 22 triệu giá tại xưởng. Đấy. Vận chuyển toàn quốc là mất 1 triệu nữa là 23. Rồi. Thưa quý vị, là các cái tranh thảm của Gỗ Đức Hiền là có 300 tấm cơ. Nó các chủng loại từ nhỏ đến lớn mà giá cả là công khai hết rồi. Cho nên xin các bác cứ bớt chút thời gian là về tham quan mua sắm hoặc là gọi điện chúng tôi chuyển tận nơi cũng được. Chỉ cần đặt cọc, ví dụ những cái tranh từ 1m97 trở xuống đặt cọc 1 triệu, 2 triệu ở đấy. Còn các tranh to thì đặt 3, 4 triệu. Thế thôi, là chúng tôi chuyển vào tận nhà luôn với lấy tiền. Xin quý vị liên lạc với Đức Hiền Đồ Gỗ Đức Hiền theo số Zalo 0967666111 hoặc là số điện thoại là 0984666999. Đang có hàng ngàn sản phẩm sẵn sàng lên đường để phục vụ quý vị. Xin tạm biệt quý vị tại đây. Xin nhắc lại lúc này là gần trưa ngày 22 tháng 10 năm 2021. Và chúng tôi đang bắt đầu chỉnh trang để chuyển hàng cho bác ở thành phố Thanh Hóa. Bác khách hàng quen đấy.